EBNB là cụm từ viết tắt từ FN Breakfast nhằm chỉ việc ngoài có chỗ ngả lưng và còn được phục vụ bữa sáng miễn phí. Đây là một dịch vụ di động nhằm kết nối người cần thuê nhà, chỗ ở với những người có nhu cầu cho thuê nhà và chỗ ở. Người cần thuê chỉ cần nhập nơi mong muốn, xác nhận thì địa chỉ của căn hộ sẽ được gửi đến. Tất cả việc thanh toán sẽ được thông qua ứng dụng này và nó sẽ thu khoản phí trung gian với cả người thuê và người cho thuê. EBNB còn được ví von vui là Uber của ngành khách sạn. Khoản phí đối với chủ chọn thuê là 3% tổng giá trị đặt phòng phí thu khách cần thuê phòng ở mức 6 đến 12% và mức phí này sẽ hiển thị luôn trong quá trình khách sử dụng dịch vụ, mức phí vẫn luôn thấp hơn so với các trang đặt phòng trực tuyến truyền thống. Hiện nay, mô hình phòng ở trên Airbnb ở nước ta tập trung chủ yếu ở các khu vực trọng điểm như Đà Lạt, Sapa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà